Dự kiến vào ngày 30 tháng 7 tới, huyện Văn Lâm sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho khu đô thị Đại An, tức khu đô thị Ocean Park 3 trên địa bàn thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang. Trước đó, qua nhiều lần tuyên truyền giải thích vận động thuyết phục và cả cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, nhưng vẫn còn hàng chục hộ có đất nông nghiệp tại thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, trong tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 65 hộ ở thôn Nghĩa Trai với diện tích gần 60.000 m2. Ngay sau đó, có 13 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng gần 13.000 m2. Tuy nhiên, vẫn còn 52 hộ với diện tích gần 47.000 m2 chưa đồng thuận. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã có thông báo về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ này vào ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, thời gian cưỡng chế được điều chỉnh sang ngày 30 tháng 7, dự án khu đô thị Ocean Park 3 trên địa bàn huyện Văn Lâm có diện tích đất cần thu hồi trên 134 ha. Đến nay đã ban hành quyết định thu hồi đất đạt gần 96% diện tích, đã bàn giao được trên 92% diện tích. Huyện Văn Lâm quyết tâm thực hiện thành công an toàn việc cưỡng chế thu hồi đất cho dự án này nhằm đảm bảo sự nghiêm minh công bằng của pháp luật.